Sáng nay tại phường Đông Sơn, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn phát động ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày mùng 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2024. Với chủ đề phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa kêu gọi toàn thể hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm và hành động bảo vệ môi trường, cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, tổ chức tốt thu gom phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư sau lễ phát động, các cấp hội nông dân thị xã Bỉm Sơn đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải. Hình thức tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trực tiếp này được đông đảo người dân hưởng ứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người cùng góp sức vì một môi trường xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, hội nông dân tỉnh đã trao hỗ trợ phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn 20 thùng đựng rác thải.